Bây giờ không có anh chị nào giơ tay, em có thấy một số câu hỏi. Thì có một cái câu hỏi trên màn hình là gửi đến thầy là hôm trước em được biết là thầy Quân cũng rất là mê game. Thầy chia sẻ cách để loại bỏ tật xấu này có được không ạ? Con trai á thì thích những cái trò chơi mà nó hơi mạnh một tí, hơi bạo lực một tí. Nên chúng ta để ý mấy cái game mà nó mang cái tính chiến đấu là nữ ít chơi. Những cái game mà cái kiểu như là đánh má phấn môi son rồi thay đổi kiểu tóc, thay đổi màu da rồi thay đổi màu váy các kiểu như linh tinh như vậy thì tôi lại thấy nữ chơi nhiều. Còn nam là ngày xưa của chúng tôi là chơi mấy cái trò chơi Nintendo trên tivi á. Rồi xe tăng, bắn xe tăng phá thành thì chỉ có mấy trò này đấy thôi chứ không có những trò hấp dẫn như bây giờ đâu. Thì rất đơn giản thôi. Ví dụ như bố mẹ cho tiền ăn sáng đi thì mình nhịn ăn sáng, mình lấy cái tiền đó để buổi trưa mình chơi game. Mình chơi game được 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ rồi mình đi về. Hoặc là mình đi học, buổi chiều vào học mà, buổi chiều 1 giờ 1 rưỡi vào học, 11 giờ rưỡi ra thì mình không có ăn trưa nữa, làm gì còn tiền, đúng không? Mình nhịn luôn cả ăn trưa. Thì thông thường chúng tôi chơi một cái chiêu rất đơn giản, đó là hai thằng bạn chơi thân với nhau thì đi mua một nải chuối nó rẻ hơn hai đĩa cơm. Tất nhiên là chuối Việt Nam, nhưng còn nếu mà sang Singapore mà mua một nải chuối thì đắt lắm. Thế là hai thằng mua một nải chuối và xong mỗi một thằng ăn khoảng 6 quả, 7 quả, no hết cả bụng rồi. Tiền còn dư là hai thằng vào tiệm, in tiệm game chơi thôi. Chơi xong nhìn đồng hồ đến khoảng 1 giờ 15 thì dừng, không chơi nữa. Lại đi học tiếp. Cả năm trời đấy, cũng cả năm, 2 năm trời hồi học cấp 3, lớp 10, lớp 11 đấy. Thì cũng bình thường thôi, mặc dù rèn thể thao rất nhiều nhưng mà những cái hôm nào mà trường phải học cả sáng lẫn chiều á thì buổi trưa cũng có hôm nghỉ ngơi và cũng có hôm đi chơi xuyên trưa, vậy cũng bình thường. Cũng không có cái gì phải bỏ game đâu các bạn. Tự nhiên hết cái tuổi đó là nó hết chơi à? Tự nhiên hết cái tuổi đó bước vào cổng trường đại học cái nó hết chơi, nó chả có gì còn chơi nữa. Lúc này cái nhận thức của mình nó khác. Lúc này là đam mê chơi thể thao hơn, đánh bóng chuyền rồi bóng đá rồi chơi những cái trò trong trường đại học mình chơi nhiều hơn, rồi thách đấu giữa trường nọ với trường kia, ngựa non háo đá. Tuổi trẻ thì hầu hết thanh niên ai cũng ngựa non háo đá đấy, thì đi thi đấu giữa trường nọ trường kia thì đi ủng hộ ghê lắm, kiểu vậy đó. Tức là chúng ta có những cái niềm vui khác nó thay thế cái niềm vui cũ, có những cái nhận thức mới nó thay thế những cái nhận thức cũ, thì tự động mấy cái game đó nó biến mất. Tự động thôi. Các bạn cứ để ý này, một là có một niềm vui mới trong một hoàn cảnh sống mới, nó đưa đẩy mình, nó mạnh hơn những cái cũ thì cái cũ nó biến mất. Hai là các bạn có nhận thức mới, thì cái mà sâu sắc nhất chính là nhận thức mới. Chỉ cần có một nhận thức mới tốt đẹp hơn thì toàn bộ những nhận thức cũ nó sẽ biến mất. Các bạn chỉ cần nhận thức là ăn kẹo nhiều sâu răng và hiểu nó sâu sắc, lập tức các bạn dừng, các bạn không ăn kẹo nữa. Các bạn nhận thức được rằng là ăn một số cái món đồ ở siêu thị bây giờ là toàn ướp phọc môn, toàn ướp hóa chất thôi, và phân xưởng thì nó làm tận nơi tận mắt, nó toàn bơm hóa chất vào thôi, thì tự nhiên các bạn đến siêu thị không còn mua món đó về nhà nữa. Tức là nhận thức thay đổi thì hành vi nó thay đổi. Các bạn hình dung chưa? Thì cái nhận thức thay đổi nó đến từ cột trí tuệ. Tức là các bạn được luyện, các bạn được đọc những cái bộ sách và các bạn được luyện tư duy. Các bạn được sống trong cái môi trường mà mọi người cùng nhau luyện cái tư duy. Thì tự nhiên những thói hư tật xấu nó cũng biến mất dần. Chứ nó cũng không quá cầu kỳ như chúng ta nghĩ đâu. Còn những bạn nào mà tôi nghĩ là bị nghiện game hoặc là bị nghiện những cái thứ khác á, mà bỏ hoài không được á, thì tôi đảm bảo cái môi trường sống nó có vấn đề.
cái môi trường sống đó nó không kích hoạt được cái năng lực tư duy với nhau, nó không kích hoạt được cái năng lực rèn luyện chung với nhau, nó không kích hoạt được những cái trò chơi lành mạnh chung với nhau, thì nó sẽ kích hoạt những cái trò chơi không lành mạnh. Và chúng ta gọi đó là nghiện game, chúng ta gọi đó là nghiện thuốc lá, chúng ta gọi đó là nghiện nhậu, chúng ta gọi đó là nghiện mua sắm, thậm chí có thể là nghiện heroin. Nên chúng ta nhìn lại nó ở hai chỗ này, yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên trong là nhận thức của chúng ta có được nâng lên không. Cái tầng nhận thức mà nó phải được nâng lên thì lập tức chúng ta bỏ dễ lắm. Hầu hết chúng ta không bỏ được vì tầng nhận thức nó bị kẹt ở cái chỗ đó. Nó kẹt luôn, nó không nâng được tầng nhận thức lên. Nhận thức nó cứ như cũ, suy nghĩ nó như cũ thì hành vi nó như cũ. Vậy không thay được, đổi được bên trong thì buộc phải thay đổi bên ngoài. Thay đổi bên ngoài chính là môi trường sống. Môi trường sống lý tưởng nhất chính là môi trường sống của thầy, sách, bạn. Lâu lâu các bạn phải đi học một lớp, miễn phí cũng được, đắt rẻ gì một tí không quan trọng, nhưng phải đi học của những vị thầy lớn nhá. Cái thứ hai, sách tinh hoa hoặc loa pháp thoại phải nghe hàng ngày, mỗi ngày nửa tiếng, một tiếng cũng được. Và cái thứ ba, phải có nhóm bạn tốt để nó rủ mình đi làm việc tốt, chứ nó không rủ mình đi chơi bậy bạ thì lập tức những thói quen xấu từ từ nó biến mất vậy thôi. Các bạn hình dung chưa? Đấy, thì tôi nhìn lại cái giai đoạn trẻ chẳng có ai chỉ tôi cả, nhưng mà chỉ vì thay đổi nhận thức thôi mà rồi nó thay đổi. Rồi các bạn để ý này, có một số cặp là bị nghiện game hoặc là nghiện thuốc lá hoặc nghiện bia rượu, nhưng lấy nhau về sinh con ra không nghiện nữa. Không phải cặp nào cũng được như vậy, nhưng rất nhiều cặp sinh con ra thấy không có tiền nuôi con thì tự động ông chồng ông bỏ rượu, ông bỏ bia, tự động ông bỏ bạn nhậu để ông dành cái tiền đó cho đứa con. Tức là nhận thức nó thay đổi. Ông ta nhận thức là mình lấy vợ và mình sinh con thì mình phải có trách nhiệm với vợ con. Chỉ cần cái nhận thức đó nó xảy ra thôi, lập tức thói hư tật xấu nó bỏ. Còn hầu hết rất nhiều ông chồng mà cứ lấy vợ có con rồi mà vẫn cứ đi nhậu bét nhè là vì nhận thức không thay đổi. Nhận thức không thay đổi thì buộc phải thay đổi môi trường sống. Tức là môi trường sống nó phải có tam bảo, phải có thầy, sách, bạn tốt. Thì cái người chồng đó họ mới bỏ được tật nhậu. Các bạn hình dung chưa? Đó. Mọi thói hư tật xấu nó đều có nguyên lý giống nhau hết nha các bạn nha. Rồi câu hỏi khác. Dạ thầy ơi, trước khi đến với anh chị tiếp theo thì có một cái câu hỏi là khóa học này có phù hợp với các bạn học sinh cấp 3 chuẩn bị thi đại học không ạ? Cái này hỏi từ các anh chị là comment đó thầy. Một lời khuyên rất chân thành này. Cái khóa giải mã cuộc đời và cái khóa chánh kiến, các bạn nên cho con của các bạn học từ lớp 6 cho đến hết 30 tuổi. Học liên tục, 1 năm, 2 năm học lại một lần. Quan điểm của tôi là mỗi năm học lại một lần, vì nó chính là tấm bản đồ cuộc đời. Mà tấm bản đồ chúng ta vẽ ra dễ gì mà nó đúng ngay được, nó còn phải điều chỉnh. Chúng ta không được học một cái môn gọi là môn quản trị cuộc đời. Muốn quản trị cuộc đời thì đầu tiên cái tấm bản đồ cuộc đời mình vẽ ra nó phải chuẩn. Mà muốn vẽ ra phải chuẩn thì phải vẽ từ bên trong vẽ ra, chứ không phải vẽ từ bên ngoài vẽ vào. Không thể nào vẽ bằng mấy cái bánh xe cuộc đời là muốn tiền, muốn nhà, muốn đi chơi, muốn giải trí, muốn hưởng thụ, muốn chức nọ chức kia, muốn thành triệu phú đô la mà nó thành cuộc đời của mình đâu. No. Đấy là các bạn vẽ từ bên ngoài vẽ vào rồi. Phải vẽ từ bên trong vẽ ra. Vẽ từ những tố chất bên trong vẽ ra. Nên các bạn phải vẽ từ nhân cách cốt lõi. Sau đó các bạn phải vẽ từ những hạt giống tiềm ẩn của sở trường, của đam mê, của xu hướng tính cách. Nên hai lớp là lớp chánh kiến và lớp giải mã cuộc đời là nó cộng sinh với nhau. Hai lớp này nó nương tựa vào nhau để các bạn đào bới được về cuộc đời của mình theo chiều sâu. Để rồi từ đó các bạn vẽ được cái tấm bản đồ cuộc đời, rồi từ đó mình mới bước vào cái hành trình quản trị cuộc đời được chứ. Năm nào cũng học lại là một điều rất tốt các bạn nha. Các bạn học online, học offline, học kiểu gì tôi không cần biết. Rồi, câu hỏi khác. Muốn con trưởng thành từ ba gốc rễ nền tảng đạo đức, trí tuệ, nghị lực hay không, tất cả là sự lựa chọn của bạn.
Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn, dự án 1 triệu cha mẹ cùng con trưởng thành từ ba góc của cộng đồng sống tử tế. Chánh kiến phiên bản mới, cập nhật nhiều nội dung, lôi cuốn, hấp dẫn, chuyển hóa bản thân và gia đình, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới, truy cập bka.edu.vn/ck3h.